Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Jin Mori Blue do Việt Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Jing Mori Blue cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Jing Mori Blue có thành phần là Jinko Biloba, Natokinas, Omega 3. Zinc Mori Blue được bào chế dưới dạng viên uống. Jing Mori Blue mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, giúp giảm các biểu hiện của thiểu năng tuần hoàn máu não sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị rối loạn tiền đình như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mỏi vai gáy, mất ngủ, mất thăng bằng, suy nhược thần kinh. Người bị di chứng sau tai biến mạch máu não. Sản phẩm Jin Mori Blue được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Jin Mori Blue được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định khi sử dụng Jin Mori Blue, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Jin Mori Blue, đồng thời biết cách sử dụng Jin Mori Blue sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham